thấy bí nữa nè. Chỗ này có cây bí mà nào giờ con không thấy nữa. Bí này khác nữa nha. Nó nấp bên này nó mới lòi ra. Ồ. Quá trời. Dây này được con trái này thôi hả? À? Dây cái bánh trái à, nhưng mà nếu nó ra trái kia nhỏ lắm. Rồi. Bánh sảy ơi. Trời ơi, ngon bún chả heo tươi. Bí này bí gì ba? Bí này bí bí spaghetti. Cái này bí này để dành làm gỏi nè. Đúng rồi, làm gỏi. Bí này làm gỏi á. Ừ. Ngon. Có rau răm gà mơi làm gỏi đi. Mai làm gỏi. Mai làm gỏi. Ok. Bữa nay là đổi tay tổng thầu. Tổng thầu này mới ra lò. Tổng thầu mày mới rước về hả? À? Mới rước về, trả giá cao mới là rước được á nha, phải dập dịch dữ lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Mày làm món gì? Nay là làm món gỏi bí, bí spaghetti. Chà. Cây nhà lá vườn. Mày mới hái nha từ qua phải không? À, mới hái hôm qua. Rồi á là đây, dưa leo là nhà trồng luôn. Mới hái ngoài vườn vô, tươi xanh luôn. Đó. À. Cái này thì tôm luộc. Cái này thì lẩu tai heo ngâm giấm đường cũng luộc nhà xong. Cái này rau răm nhà trồng. Đậu phộng rang. Đậu phộng này thì nhà muốn trồng mà chưa được. Đây đó có tổng thầu ra. Tổng thầu cái này gọi là phụ bếp. À phụ bếp. Không. Anh Nam Sáu đừng có cháy, Nam Sáu sẽ dập gì thôi. Đâu cần ngay cái đó. Sẽ dập cơm hai thôi. Ừ đó. Chắc lắm á. Nó già rồi bởi vì nó cứng lắm. Đó, càng cứng vậy, thành cái búa nó bỏ xuống. Trời ơi, cái búa, cái bí bằng búa. Bí này đập dữ nha. Bí nó mới ngọt. Cái gỏi bí là lần đầu tiên mới nghe đó nha. Lấy tay bà bẫy ra. Rồi xong, xong. Cái này mà trái bí mà làm gỏi hả? Thường thường mình chỉ có gỏi đu đủ. Ngon lắm. Làm này nhanh nữa, nhanh gọn lẹ. Đầu bếp này là hơi không xiên cho nên là món nào mà nhanh gọn lẹ thì mới làm nha. Còn cầu kỳ quá là nghỉ à. Trời ơi, bí mà phải lấy búa chẻ mới được. Nó già quá. Già bí lắm rồi. Giờ chẻ bình định kia sao. Cái bí này là 3kg nha. Đừng nói lộn này là chẻ ra, đừng bia bí ấy ai về đâu là dưa hâm mì. Lấy cái tay ra. Cái tay ra bảy ơi. Đó, rồi. Có cần lấy hậu quả không? Không, phải móc ruột bỏ chứ. Ủa, ở trong này là cái sớ nó cũng giống như cái đĩa nào móc ruột đây. Trái dưa gan vậy. Cái này nè, già lắm, bí này ngon á, ngọt ngay luôn á. Bây giờ là công đoạn hấp bí đang bị gián đoạn vì trái bí này bự quá. Tao vừa chặt bí này trước lên sao rồi đó, sao đâu cho. Trong khi ấy rồi giặt dưa leo trong khi chờ đợi. Giờ lấy ra đi chờ. Chờ nó sôi để vô. Để vô được hả? Bây giờ canh đồng hồ 10 phút đi vậy. Bây giờ là đó, chừng nào nó sôi mình nó canh. Canh 5 phút. Đó, vừa ngon luôn. Ông cắt cái dao nãy rồi vô lấy cái dao bản bự ra đây, đặng mới cắt gọt cái này là mấy. Bây giờ là chứ lấy thêm cái thao bự. Gọt dưa leo. Lấy thêm cái thao bự. Ăn kèm chung với gỏi bí. Đưa ăn trái đó rồi. Cao găm đi. Ok thì sắc dưa leo đi. Để anh Sáu sắt, anh Sáu đang mấy mài dao. Không đi mài dao à. Bây giờ là cái dao này, cái này mình phải bỏ cái đuôi đi ha. Bỏ cái đuôi đi. Bây giờ là cái công đoạn là xẻ tôm ra làm hai. Ủa xẻ tôm ra làm hai làm chi vậy? Ăn cho nó dễ ăn hơn là tôi nuôi con. Ủa chứ không phải tiết kiệm hả? Nuôi con nó hao. Cái bao tay này sao mà mày vô được cái tay này trời. Tay của ba là thuộc dạng tay trà dồ hay gì á. Tay nhỏ mà, một medium. Dừa sống dừa. Tay bị ướt chắc. Tay bà bị ướt á. Cái mũ nó xanh cái tay luôn. Nó mới quá trời dưa leo. Nó mới nó leo nè. Tay nó xanh nè luôn. Wow. Xong một thau dưa leo cây nhà lá vườn. Này có chừng dưa leo nhiều hơn bí.
Để cho lem nhiều cũng ngon. Có một cái dĩa gỏi mà coi là công nhân nè. Phải vậy, công nhân này là tiền giờ là lương cao cấp không nghe, không phải dạ. Giỡn đâu. Này ước công nhân cứ giữ thôi. Phải vậy. Rau này dòm thấy không được đâu, để tao đi lấy rau tao, phải cắt rau này kia vô. Bây giờ là thu hoạch ra rau răm. Rau răm. Rau răm nhà trồng có mùi nó thơm quá vậy. Thơm. Cái góc vườn nhỏ xíu mà trồng tùm lum á, bởi vì cái gì mình cũng có cần là mình có ăn. Nhiều chứ đủ ăn. Dạ, con nghĩ chắc vậy là được rồi đó. Thu hoạch đâu đưa cái sản phẩm rồi. Đó, rau răm quá trăm. Trời thơm ha. Thơm. Trăm. Quá trời nó thơm vậy. Thơm. Để đâu không chứa khói nè, bên đây nè. Chắc đủ rồi. Dạ. Wow. Sau khi 5 phút thì hấp cái miếng gì này mình tắt lửa mình lấy ra nha. Lấy ra, phải lấy ra mới được, để mở cái này ra. Đâu, lấy hai cái ấy này là được chưa? Được cái nĩa rồi. Này nĩa nè. Chưa, còn phải nghe. Chưa hả? Chưa. Chưa. Tại vì hai miếng mình đây bây giờ mình để vậy nè. Rồi đó, mở là 5 phút nữa cho nó mà. Son này đâu có bị ấy đâu. Chính rồi đó. Sau 10 phút hả? Ừ, 10 phút. 10 phút hấp thì chắc này mới thực sự là bí chính rồi nha. Thì mình phải tắt lửa. Xong rồi anh lấy nĩa anh cạo cái ruột đi anh. Cắt bao tay. Bao tay đây. Bây giờ là mình dùng nĩa để mình lấy hộp lên. Bỏ hộp. Giờ này thì đổ. Để cho anh để đó anh sóc để coi cho nó ok không. Có nước chưa? Có nước rồi. Thêm chanh không vậy? Ăn thử. Ổ tay heo thì bỏ đường với muối với chanh vô trộn cho đều. Để ngồi ăn chung với gỏi nó mới ngon, nó thấm. Chanh đủ chứ mà. Thêm. Nước chảy quá, thấy cái đó rồi. Đặng đi con. Đó. Xài nữa không? Ồ. Xài nó giống được. Vậy là hấp chín rồi thì là lấy cái nĩa cạo ra là thì sợi sẵn luôn ha. Bây giờ cái thịt ba gọi này giống như đu đủ vậy. Đi trang đi đu đủ luôn. Không bảy, thịt ba gọi trộn vô chung được không? Được chưa. Thấy không? À, giống như là sợi đu đủ á. Đã lạ quá ha. Đã. Bí này bí nhà trồng. Thôi được rồi. Bởi vậy. Thấy không? Ngon. Bí nhà trồng organic. Cái đó mình lấy nà anh đừng cho nó ráo hả? Tí con lấy nước đá được rồi đấy. Quá trời. Coi là nó lạ thiệt, cái bí này lạ thiệt à. Chỉ cần hấp chín là hấp, nó chín. Nó bung ra ha. Hấp chín là cào cào nó bung ra. Sợi đu đủ á, thấy không? Còn bên đây là chưa có ấy nè, chưa cạo nè, nhìn mình không có biết. Chưa thấy bên, ở tí thấy không? Nó giờ bỏ vô cái bí. Cái bí. Em có xoài á, bỏ xoài vô được nè. Bỏ nào cũng được chứ, muốn xoài thì bỏ thêm. Thì bỏ thêm.
Ừ. Cô ăn được. Em có trái xoài không? Mặn hồi để riêng đi, tao mà ăn bữa xài. Trộn cho chung cũng được. Ông bởi ơi, xài nó mất mùi. Nó tay cái chỗ này đi con. Công nhận ha, cái này hay thiệt. Lạ thiệt, lần đầu tiên con mới thấy luôn. Cạo xong thì là mình phải đem vô ngâm với nước đá thì để cho nó giòn. Rồi bây giờ mình lấy cái này ra đi. Cái đó con nghĩ cũng ăn được mà vậy. Được nhưng mà đổi ngoài này nó không dính vô kia cho nó dễ. Thấy không? Giống như mình lấy cái ngon trước đi. Wow, trời nó bụng ra thấy ham luôn ha. Lúc mà nó còn nóng thì mình mới cạo được dễ hả vậy? Nóng nó cạo dễ chứ còn kia là nó không. Nó nguội lên là khó cạo. Khó, khó cạo. Nóng nó mình cạo nó bung ra liền. À cái này là bí kíp nha bà con. Không phải đơn giản hấp chín mà để nguội mới cạo đâu. Trong lúc nó còn đang nóng hồi hổi như vậy nè. Phải cạo luôn. Nhìn nó y chang như là đủ đủ. Đủ. Mà cạo qua cái cũng nhiều nữa chứ. Cũng như nó đang ở trong cái nhiệt độ nóng mà mình đưa ra cái nhiệt độ lạnh hai cái nãy thì mình có cái sớ nó nhỏ một chút. Cái sớ nó co lại đó, nó giữ được cái độ giòn. Đá mình đập rồi. Có cần đập không? Lấy búa đập. Đúng rồi, búa được rồi, nó sao đâu. Hồi nóng nó tan à. Để lấy cái bí nè, đắp lên trên cục đá nè. Cái màu vàng đẹp ha. Đúng rồi, như đu đủ màu dịch đấy hả? Đu đủ màu dịch màu hồng hồng chứ. Đu nghĩ đu đủ này là đu đủ dòng. Đúng vậy. Cái màu như màu đu đủ dòng vậy đó. Muốn ăn á, lấy ra bóp, bóp cho nó tan. Cái này là còn ngọt dữ nữa, cái này nè. Lấy này bóp y như là cái đu đủ. Mà ăn nó cũng giòn ngọt giống vậy. Như đây đá đủ. Đã thiệt. Bây giờ sau khi 5 phút ngâm nước đá thì cái bí này nó mềm. Phải không phải nó nguội. Nó nguội là nó giòn rồi. Thì mình phải dắt cho nó khô. Bên đây mình mới xé nó ra, xới xới ra. Wow. Nhìn rất là đặc biệt luôn á, cái bí này. Sợi này giống như sợi đu đủ vậy, đu đủ bào á. Chế nước mình thì trụng chút mà nó mất. Lạ quá ha. Muốn trụng là cũng được, trụng là cho nó sao. Cái này là đầu bếp năm sau luôn á. Cái này là trụng cái chế nước mình nỉ. Mời từ Iraq. Mời từ Iraq qua phải không? Muốn làm là phải có phụ tá là đem ông tay vô dùng. Rồi, cái không có phải lấy đâu. Nè, con đem ra trụng đi, lấy cái gỗ, xảy nè, gỗ đỏ nè, đổ vô đi. Lấy cái thau, lấy bỏ vô cái thau đi. Thau rồi đổ nước sôi vô cái trụng rồi bắt đầu mới đem ra. Quá ngon luôn. Ông Bảy là làm cái món này là đặc sắc lắm luôn. Cái này nhìn giống đu đủ hả vợ? Nhìn này giống đu đủ. Tại của nó là có sẵn rồi. Trộn cái tôm thịt vô. Ủa rồi còn chưa có tôm cái thịt tôm, tôm đâu? Tôm nguyên cái đi cũng yêu cầu là có liền. Yêu cầu là có đáp ứng liền đó. Đó, con đó, đổ vô đi. Đổ đó không được, đổ đấy từ từ.
Cái này là gỏi thì ít mà đồ tôm quá trời á. Nhiều quá trời. Nhiều quá hả? Vậy thôi chừa lại. Thôi được rồi, để chị bỉ lại. Thôi ai muốn ăn thêm thì ăn. Lấy kéo hớt rau tôm cạo đi. Không có xong anh lấy một cái dĩa cái đây cho em nè. Cái này mình cắt ra mình trộn vô luôn anh ăn. Cái nào? Lấy cái rau rong hớt vô. Rau rong cắt ra trộn luôn. Rau rong với rau quế mới ngon. Cái thao rột gỏi đã hoàn tất rồi đó. Đây nè, rau thơm nè, em đang cắt nè. Một đầu bếp mà tới 2-3 phụ bếp nè. Vậy vậy. Đầu bếp này khó chịu quá, bởi vì thấy nhiều người phụ. Cái làm mình thì không chịu, không có vui. Đây là sắc xoài để là kèm thêm mới quên. Dạ. Tại vì tôm thịt nhiều quá. Bởi vì phải thêm đồ bổi vô. Xoài này nó mềm mà hết vô. Rồi, ta sảy luôn cái tô này. Đó, giờ bây giờ chọc lên chút rồi bắt đầu thấy cái màu. Bây giờ đó. Xong cái anh quay một cái, anh bóc ra cái dĩa nè. Có cái dầu thơm vô cái nó thơm dễ sợ. Nha, dĩa này nè. Là một cái dĩa thành phẩm thôi. Đầu bếp bắt đầu ra thành phẩm rồi nha. Có bao nhiêu khách order rồi. Giờ chỉ còn thiếu cái đậu phộng nữa là xong hả Dượng? Ừ, thiếu đậu phộng nữa xong. Bếp phộng đi đặt đậu phộng. Đâu có gì đâu mà khó sao. Phải rải rải ra. Mày là mày làm dâu ai mướn mày mày à. Có Vũ làm dâu ai mướn. Làm dâu coi nè, đập. Rồi tao đập lại chút nữa coi. Ok, dĩa gỏi spaghetti này là xong rồi, xin mời quý khách dùng. Đây là tâm huyết. Góp ý. Tâm huyết của đầu bếp từ nãy tới giờ đây hả? Quá trời ngon luôn. Cái này là con chưa ăn nữa mà con biết ngon rồi đó Dượng. Y chang giống như gỏi đu đủ. Mày chạy sang Nguyễn Kim Cự qua hả? Ừ. Đầu bếp đã làm xong thì bây giờ tới là phụ bếp bắt đầu ra hàng. Ra tay. Ra hàng mà không phải bán, ra hàng là quất. Đơn giản, nhanh gọn lẹ. Đi ăn đi. Ở nhà không, tự bắt đi. Hay ăn thì tự làm đi. Dĩa đó, dĩa nhóc nè con. Bây giờ tới bà Bảy, bà Sáu xong rồi tới bà Bảy ăn đi. Ủa mày làm cho ông Bảy dĩa đi. Đó, dĩa đó tí. Xong rồi. Giới thiệu đầu bếp của Iran, Iraq gì đây. Tí con lại con ấy đi, đây có con dĩa sẵn rồi con. Nó mấy cái sợi giống như là đu đủ quá gà vậy đó. Cái sợi vàng vàng đó là. Cái này là bí bí gì cá. Đúng. Cha nước mắm vô một chút nữa nha. Cho nó đậm đà nha. Ôi đó, vậy ngọt dữ lắm rồi, mật ong gì nữa. Đó. Mình cho barbecue sauce. Bên đây là Bi với Tí nó vừa mới nướng xong sườn bò, sao nướng khét dữ mày. Trời nóng quá lửa áp. Lửa hơi bị áp. Sao Xít ăn thấy được không Xít? Ngon, có xài vô ngon. Chua mà ăn ngọt được, có gì dữ vậy quá. Bính ăn ngon, giòn, giòn ngon. Ăn giống ấy không? Bí nó hay à. Ăn giống cái đu đủ không?
không, nó có mùi lạ hơn. Ừ. Trang như ở nhà không? Thêm lỗ tai heo nữa, lỗ tai của Bắc Giới. Ngon quá. Nói một chữ thôi hả? Xuất sắc hả? Ngon. Có ông Hồng cái nhiều lắm hả? Tại vì bỏ cái cậu bậm vô béo. Cậu bậm nghe béo rồi vỗ lỗ tai heo nó giòn. Lỗ tai heo giòn cái gì thấp. Giòn rồi á. Nó béo. Quyền chào Quyền. Dạ. Ok em. Ngon như vậy. Con đang tập trung thưởng thức nè. Bởi vì nãy giờ đang quay nó mà nó không hề hay biết luôn. Ăn giống đủ của Việt Nam mình không? Không phải ăn thường đi. Để em ăn thử miếng không. Lấy kéo ra. Lấy kéo. Em thấy nó ngọt không? Ngọt hơn đu đủ của Việt Nam phải không? Ngọt. Ngọt không? Lẻ. Cũng tựa tựa vậy á, nhưng mà nó ngọt không phải. Phải đem ba bốn cái nẻ lận mà. Xuất sắc. Kéo, lấy kéo. Kéo để sẵn. Bây giờ tới chân mình thưởng thức. Cứng lắm hả? Quá trời ngon. Chị đã cháy rồi. Món này làm nhanh mà ngon nữa. Thank you, Dượng 7.